Xin chào các bạn, đây là vườn bí của mình được 1 tháng 4 ngày. 1 tháng 4 ngày các bạn nhé. Đấy. Và sớm mai, đây là mình ra quay buổi chiều. Đến sớm mai mình sẽ đi mình cắt. Các bạn nhìn này, như cái ngọn này thì mình đo các bạn xem. 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang. Các bạn đã cắt đến đây cho mình. Thì đương nhiên cái ngọn này của mình là các bạn đã cắt được tầm 70-75 phân rồi các bạn ạ. Đấy, bạn bí đấy, 70-75 phân rồi. Thế mà các bạn nhìn này, ngọn nào ngọn nấy, sợ không? Đấy. Các bạn xem ở trên kênh bảo với mình là bạn ơi sao bạn trồng bí vào mùa này. Đấy, thì xin thưa với bạn là các bạn trồng vào mùa tháng 9 thì tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 nó đủ các loại rau các bạn ạ. Rau cải, rau bắp cải rồi thì các loại rau họ cải rất là nhiều. Su hào bắp cải rất là nhiều. Nên có rau bí thì đúng là cái mùa đấy là rau bí khỏe lên thật. Thế nhưng mà bán nó lại rất là khó. Nó cạnh tranh nó nhiều quá ấy các bạn. Thế nên là mình mới trồng vào cái mùa này. Tuy rằng chăm nó hơi khó vì là thời tiết nó không ủng hộ, nó nắng quá. Chứ nếu như mà nó mà mưa, thuận mưa như mọi năm á thì trồng cái mùa này cũng rất là đơn giản. Nhưng mà năm nay nó hạn hán quá nên là mình mới chăm phải khổ như thế này thôi. Với cách một ngày mình phải tưới một ngày. Vừa tối hôm qua mình tưới đây. Thế bây giờ đất nó lại khô trắng rồi các bạn ạ. Khô thậm chí là cỏ còn không mọc nổi. Thế nhưng mà thôi thì bí thì mình vẫn cố gắng mình chăm thì các em nó cũng vẫn lên được. Nhưng mà nó hơi chậm so với quy định. Bình thường thì mình trồng chỉ khoảng độ 20 đến 25 ngày thôi là mình được thu hoạch rồi. Nhưng mà đây là lý do là thứ nhất là vừa đây cái dịp gần đây là mình bị ốm. Bây giờ nói vẫn chưa rõ tiếng mà. Mình bị ốm với lại thời tiết nó quá khô hanh. Cả tuần mình không tưới được các bạn ạ. Thế nhưng các em nó lên được như thế này là nó quá là ấy rồi. Như cái ngọn này là phải được hơn 1 mét rồi các bạn ạ. Thì mình cắt khoảng độ 70 phân còn bớt lại khoảng 30 phân. Đấy 30-40 phân ở trong gốc. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đến mai, sớm mai là bắt đầu mình đi thu hoạch rồi đấy các bạn ạ. Đấy. Trông thế này thôi. Nhưng mà cắt cũng được một số ngọn đấy. Một số các em này nó dài là phải cắt này. Những em nào mà thò ra ngoài ấy này là phải cắt này. Các bạn nhìn này. Nhìn này. Nhìn ngọn rau bí đã muốn ăn rồi. Thích lắm các bạn ạ. Mình vất vả thế nhưng mà khi đi ra ruộng bí, thăm ruộng bí mà nó đẹp như thế này là mình cũng hào hứng lắm. Tuy rằng vất vả thì vất vả nhưng mà cũng hào hứng lắm các bạn ạ. Thế bây giờ mình phải thu vòi về để mình tưới ở chỗ khác. Suốt ngày chỉ đi tưới, tưới ngô, tưới khoai. Đây các bạn nhìn cái chỗ này này. Bốn cái ngọn nó đan với nhau. Đấy, rãnh. Mai bốn cái ngọn này mình phải cắt tất này, cắt hết này. Này, các bạn nhìn này. Đấy, ngọn tua tủa. Mình chưa cắt đợt nào nhá. Mai là mình mới cắt buổi đầu tiên đấy các bạn. Nhìn thấy không? Thích lắm các bạn ạ. Thế là mình dòng tháng riêng, nửa tháng riêng mình mới trồng. Nhưng mà nếu như mà nó mà mưa thì bây giờ mình phải cắt mấy đợt rồi. Nó mà thuận mưa hoặc là mình chịu khó tưới á, phải cắt được mấy đợt rồi các bạn ạ. Đấy. Mình không chăm được. Nó không thuận mưa là mai bắt đầu mình mới cắt đợt đầu tiên. Mọi người đẹp không? Quá đẹp luôn. Đấy. Rau bí mà như thế này nếu như các bạn mà tưới là các bạn phải tưới cho cẩn thận. Tưới chỉ trỏ nguyên cái vòi nó vào gốc thôi. Chứ các bạn đừng có tưới mà cầm vòi đứng phụt 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 từ xa ấy là
nó bẩn hết ngọn rau, nó như kiểu là bị mưa rào to ấy các bạn ạ. Đấy. Mình đứng giữa vườn bí luôn. Đẹp không các bạn? Cứ ra vườn bí là mình chỉ muốn khoe với các bạn thôi các bạn ạ. Đứng quay tròn tròn, vòng tròn cho các bạn xem. Nhiều lắm các em, nhiều lắm các em bí. Xung quanh mình phải xây bờ, xong mình đổ cột, mình rào lưới B40 các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.